Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 thành phố Cần Thơ thông báo cho những người có liên quan tới các điểm có nguy cơ COVID-19 trong khoảng thời gian từ ngày 17 đến 30 tháng 8 năm 2021, khẩn trương đến cơ sở y tế khai báo. 1. Các địa điểm thuộc quận Ninh Kiều, số 4 trên 21, 4 trên 59B, đường cách mạng tháng 8, khu vực 7, phường Cái Khế, số 4 trên 27, 4 trên 57, đường cách mạng tháng 8, phường Cái Khế số 2 trên 3 trên 9A đường Bùi Thị Xuân, phường Thế Bình, số 138 trên 92 trên 1 đường Trần Hương Đạo, phường An Nghiệp, số 110 trên 25, 110 trên 27A, 110 trên 33 đường Nguyễn Diệt Hồng, phường An Phú, khu tập thể 16 trên 3 C5 đường Mậu Thân, phường An Hòa, số 38 trên 37 đường Mậu Thân, phường An Hòa, số 161 H3 trên 13 khu vực 1 phường An Khánh số 97 gạch 13 khu vực 2 phường An Khánh, số 49 d đường Trần Tam Phú khu vực 2 phường An Khánh, số 24 đường số 27 khu vực 4 phường An Khánh, số 9 a 6 tổ 3 a khu vực 5 phường An Bình, số 160 trên 30 đường Tầm Du phường Hưng Lợi. Các địa điểm thuộc quận Cái Răng số 321B, 369, 407 trên 388A, 461 trên 342, khu vực Phú Hưng, phường Phú Thứ, khu vực Thành Thới, phường Phú Thứ, H111, khu vực Thành Thới, phường Phú Thứ. 3. Các địa điểm thuộc quận Thốt Nốt. Khu vực Phúc Lộc 1, phường Trung Nhất, khu vực Phước Lộc, phường Tân Lộc. Khu vực Thới An 2, phường Thuận An. Các địa điểm thuộc quận Bình Thủy, Ô Môn, huyện Cờ Đỏ, số 542 phường Bồ Hữu Nghĩa, quận Bình Thủy, khu vực Thới Trinh A, phường Thế An, quận Ô Môn, ấp Thế Hữu, xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ.